Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên cao tốc Cam lộ La Sơn khiến 3 người tử vong. Cảnh sát xác định nguyên nhân ban đầu do ông Phan Đình Kiều, 55 tuổi, trú tỉnh Kon Tum, điều khiển ô tô con mang biển kiểm soát 36A48567 vượt không đúng quy định gây tai nạn. Cũng liên quan đến hành vi này, nhiều tài xế đã chia sẻ hình ảnh ô tô đi lấn làn, chèn ép để vượt xe khác trên tuyến cao tốc Cam lộ La Sơn. Thời gian qua, tình trạng xe vượt ở những đoạn kẻ vạch liền, cấm vượt trên tuyến cao tốc Cam lộ La Sơn Hòa Liên từ Quảng Trị vào Đà Nẵng liên tục được phản ánh. Tuy nhiên, vấn nạn này vẫn liên tục xảy ra và trở thành nỗi khiếp sợ của nhiều tài xế khi đi qua tuyến đường. Người có tài khoản HN đã chia sẻ đoạn clip dài gần 2 phút trên mạng xã hội Facebook. Theo hình ảnh, ô tô đang di chuyển trên cao tốc Cam lộ La Sơn hướng về Cam lộ, Quảng Trị. Trong khoảng thời gian này, có hàng trăm ô tô đủ loại từ xe con, xe khách, xe tải cố tình lấn làn, chèn ép ô tô khác để vượt. Điển hình như tại giây thứ 5 của clip, ô tô khách loại 47 chỗ ngồi của nhà xe Minh Phương đã lấn hoàn toàn sang làn ngược lại để vượt xe khác, buộc ô tô đi đúng chiều phải giảm tốc độ. Hay tại giây thứ 47 của clip, ô tô khách loại 47 chỗ của nhà xe Trường Thắng chạy tuyến Hà Nội Lâm Đồng đã ép ô tô, xe đang quay clip, vào làn dừng khẩn cấp để vượt xe khác. Có những thời điểm, ô tô đi đúng chiều đường, phần đường phải dừng hẳn lại để nhường cho loạt xe khách lấn làn vượt lên. Được biết cao tốc có đường hẹp một làn và một làn đường khẩn cấp, cách khoảng 10 km mới có một quãng vượt xe rộng 4 làn đường nên phần lớn hành trình chỉ di chuyển được với tốc độ 50-60 km/h. Do phải bám đuôi xe khác với tốc độ chậm nên nhiều tài xế bất chấp nguy hiểm để đè vạch, lấn làn, chèn ép xe khác để vượt lên. Dưới phần bài đăng, một tài xế khác cũng để lại bình luận cho rằng để vượt xe trên đường này rất khó, nguy hiểm và ngay cả ở những quãng vượt xe thì tài xế cũng cần tính toán tốc độ xe mình chính xác, quyết đoán để vượt. Toàn tuyến cao tốc có nhiều đồi dốc, cua tay áo, nếu không giữ làn tốt thì xe dễ lao sang bên làn ngược lại. Ngay sau khi vụ tai nạn thương tâm xảy ra, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký công điện chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên tuyến cao tốc Cam lộ La Sơn thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế. Đường cao tốc Cam lộ La Sơn đi qua địa phận hai tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Tuyến đường có chiều dài 98,35 km, điểm đầu giao với quốc lộ 9 tại xã Cam Hiếu, huyện Cam lộ, Quảng Trị, điểm cuối là nút giao La Sơn, kết nối với đường cao tốc La Sơn Túy Loan. Tháng 10 năm 2023, Bộ Công an từng có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải về việc khắc phục bất hợp lý về tổ chức giao thông trên các tuyến cao tốc. Theo đó, tuyến cao tốc Cam lộ, La Sơn chỉ có 2 làn xe, bề rộng đường 23 m, không có giải phân cách giữa, không có làn dừng khẩn cấp, cứ 10 km bố trí một đoạn vượt xe có quy mô 4 làn xe. Đoạn đường tương đương đường cấp 3 đồng bằng, giống tuyến Túy Loan La Sơn, với lưu lượng 1.500 lượt phương tiện trên một ngày đêm. Từ khi thông xe ngày 31 tháng 12 năm 2022 đến tháng 10 năm 2023, thời điểm Bộ Công an gửi văn bản tới Bộ Giao thông Vận tải, xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông làm 6 xe hư hỏng. Bộ Công an cho biết, đối với những đoạn tuyến không có giải phân cách cứng ở giữa luôn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Do đó, Bộ này từng đề xuất Bộ Giao thông Vận tải xây dựng lộ trình cụ thể nâng cấp, cải tạo 7 tuyến cao tốc chưa đạt tiêu chuẩn an toàn đường cao tốc, trong đó có tuyến Cam lộ La Sơn. Ngoài ra, với tuyến Cam lộ La Sơn, Bộ Công an đề xuất nghiên cứu hạ cấp khai thác nhằm đảm bảo đúng quy định. Khoảng 10 giờ sáng ngày 18 tháng 2, trên tuyến cao tốc Cam lộ La Sơn lại thêm một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người chết, 2 người bị thương. Thời điểm trên, ông Phan Đình Kiều sinh năm 1969, trú thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum, điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 36A48567 chở theo vợ chồng anh Phan Đình Quý và hai con của anh Quý là cháu Phan Đê Quy sinh năm 2015 và Phan Lê KV sinh năm 2009, lưu thông trên đường cao tốc Cam lộ La Sơn từ thành phố Đà Nẵng ra Thanh Hóa. Khi đến tại km 48+200, ô tô do ông Kiều điều khiển vượt phải va quệt với xe đầu kéo biển kiểm soát 63C13659 kéo theo rơ móc 63R00227 chạy cùng chiều khiến tài xế mất lái, lao xe về bên trái và bị xe tải biển kiểm soát 63H00568 chạy ngược chiều đâm bay xuống ta luy âm cao tốc. Sau vụ tai nạn xảy ra, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân của vụ tai nạn là do ông Kiều điều khiển phương tiện vượt ẩu, vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Ngoài việc đồng tình với hành vi sai phạm của tài xế, nhiều ý kiến cũng cho rằng những bất cập trong công tác thiết kế thi công cao tốc Cam lộ La Sơn cũng là một trong những nguyên nhân để xảy ra tình trạng mất an toàn, nhiều vụ tai nạn đã xảy ra. Tuyến cao tốc Cam lộ La Sơn có chiều dài 98 km, được đầu tư hơn 7.700 tỷ đồng, nối hai tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.
Tuyến đường này được đưa vào khai thác từ tháng 12 năm 2022 và đã bộc lộ nhiều bất cập, mất an toàn, trở thành nỗi lo sợ của nhiều tài xế khi lưu thông trên đoạn cao tốc này. Ghi nhận cho thấy, tại giai đoạn 1, cao tốc Cam lộ La Sơn được thiết kế hai làn xe, các làn được phân cách bằng vạch kẻ đường. Riêng những điểm cho phép vượt xe được bố trí hai làn, ngăn cách bằng giải phân cách cứng. Điều đáng nói, theo cảm nhận của một số tài xế, mặc dù hệ thống biển báo, biển hiệu trên cao tốc Cam lộ La Sơn đã tương đối là hoàn chỉnh, nhưng nhiều tài xế sẽ gặp nguy hiểm tại các điểm kết thúc vượt xe bởi thiết kế nền đường tại đây theo kiểu bó hẹp, thắt cổ chai. Chuẩn bị kết thúc điểm vượt xe và tài xế chuẩn bị lưu thông vào hai làn nhập một, thông thường thiết kế mặt đường sẽ có độ bóp dần, nhưng với cao tốc Cam lộ La Sơn, các điểm bóp này lại trở thành điểm ngoặt và sẽ gây nguy hiểm cho những tài xế không làm chủ tốc độ. Khi sự cố xảy ra, tài xế nếu có phanh gấp muốn dừng xe vào làn khẩn cấp để đảm bảo an toàn cũng rất khó bởi làn khẩn cấp trên cao tốc này nhỏ, hẹp, một tài xế chia sẻ. Trong khi đó, tài xế Nguyễn Danh Tuyên cho rằng việc lưu thông trên cao tốc Cam lộ La Sơn luôn rình rập nguy hiểm do đường hẹp, chỉ có một làn chạy và một làn khẩn cấp. Toàn tuyến đường phần lớn phân cách bằng vạch liền, có những đoạn vạch đứt và có những đoạn hai làn đường riêng biệt để mục đích cho các xe vượt nhau. Nhưng trên thực tế, việc vượt xe trên cao tốc này là không đảm bảo an toàn. Vượt xe khác trên đường này là rất khó, nguy hiểm và phải đợi đến đoạn đường cho phép vượt. Nếu vượt đoạn vạch đứt, phải căn xe đối diện khoảng cách cho chuẩn, tính toán tốc độ xe mình chính xác để quyết định vượt. Chạy ban ngày tầm nhìn tốt còn nguy hiểm nếu chạy ban đêm. Khi vượt xe, chỉ cần bạn tính toán sai các yếu tố ở trên thì dẫn đến tình huống đối đầu trực diện xe ngược chiều, anh Tuyên nhận định. Cũng theo anh Tuyên, dọc tuyến cao tốc Cam lộ La Sơn, đường lên xuống đồi dốc rất nhiều, nhiều khúc cua tay áo. Nếu không giữ làn tốt, vào cua rất dễ đâm vào xe bên làn ngược lại. Toàn tuyến gần như là không có đèn cao áp chiếu sáng hai bên. Ông Nguyễn Vũ Quý là giám đốc ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, là đơn vị chủ đầu tư, từng thừa nhận có những bất cập trên tuyến cao tốc Cam lộ La Sơn sau khi đưa vào khai thác. Theo ông Quý, cao tốc Cam lộ La Sơn được đầu phân kỳ theo hai giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 được đầu tư xây dựng hai làn xe với số vốn hơn 7.700 tỷ đồng. Theo thiết kế, trên chiều dài 98 km của tuyến, có 28 điểm vượt xe và các điểm này được xây dựng 4 làn xe. Ngoài ra, có nhiều điểm trên tuyến được bố trí vạch kẻ đứt để tài xế có thể vượt khi đảm bảo an toàn. Các điểm kết thúc vượt, theo quan sát thì có vẻ hơi ngoặt, nhưng trước khi đầu tư, các đơn vị đã duyệt phương án thiết kế, ông Quý cho biết. Cũng theo ông Nguyễn Vũ Quý, cuối năm 2003, Bộ Giao thông Vận tải đã đồng ý cho chủ trương mở rộng cao tốc Cam lộ La Sơn thành 4 làn xe. Hiện chúng tôi đang làm hồ sơ báo cáo tiền khả thi để gửi Bộ Giao thông Vận tải liên quan đến triển khai giai đoạn 2 trên tuyến cao tốc này, ông Quý nói.